Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô bé đang chơi chơi patin này. Hãy cùng tô với mình nha. Trước tiên là đôi găng tay mình. Mình sẽ tô màu hồng.
Thôi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình đấy nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo nha.